chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, do nằm sâu trong khối không khí lạnh lục địa có bản chất lạnh và khô, nên tại Bắc Bộ thì trời hầu như là khô ráo và không có mưa. Nhiệt độ thấp nhất vào sáng nay giảm sâu như tại Sìn Hồ của Lai Châu thì chỉ còn ở mức là 5 độ, Pha Đin của Điện Biên là 3,6 độ và thấp nhất tại Sapa của Lào Cai và Mẫu Sơn Lạng Sơn chỉ 1,4 độ. Còn tại thủ đô Hà Nội thì nhiệt độ thấp nhất sáng nay cũng phổ biến ở dưới ngưỡng là 12 độ. Nhưng đến trưa chiều thì trời nắng hanh và nhiệt độ cũng nhanh chóng tăng trở lại. Lúc 13 giờ thì đã vượt mức là 18 độ. Tiết trời ấm áp hơn hẳn với khoảng thời gian sáng sớm. Trong những ngày rét khô như hiện nay ở miền Bắc thì mức độ chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm luôn ở mức cao. Nhiều nơi có thể lên tới ngưỡng là 10 độ khi cao nhất ngày đạt mức là 18 tới 21 độ. Còn về đêm thì vẫn phổ biến dưới ngưỡng 11 độ. Những nơi núi cao thì có thể xuất hiện băng giá và sương muối. Không chỉ miền Bắc ảnh hưởng không khí lạnh mà các tỉnh phía Nam như là khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày càng rõ nét hơn dưới tác động của không khí lạnh. Trời rét sâu hơn ở Tây Nguyên với nền nhiệt độ thấp nhất hạ về mức là từ 12 đến 15 độ. Trong khi đó, tiết trời lạnh ở hầu khắp các tỉnh thành Nam Bộ. Riêng các tỉnh thuộc miền đông của Nam Bộ như là Bình Phước, Tây Ninh hay là Đồng Nai còn có nhiệt độ ban sớm xấp xỉ ngưỡng 17-18 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên tại toàn biển Đông, trong đó có huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa đều có gió đông bắc, đặc biệt ở phía bắc thì có gió mạnh tới mức cấp 6, có lúc cấp 7, khiến cho biển động, không an toàn cho các hoạt động hàng hải. Như vậy, trong 24 giờ tới, thời tiết tại hầu khắp các tỉnh thành phổ biến ít mưa và có nắng vào trưa chiều. Chỉ lưu ý với quý vị là nhiệt độ về đêm còn ở mức thấp, vì thế mà quý vị chú ý trang phục phù hợp để đảm bảo sức khỏe. Đến đây, bản tin thời tiết tổng hợp ngày 18 tháng 1 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC sẽ được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.